Vâng, vâng, xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Đây là số đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời các bạn, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Đúng rồi. Đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thường Việt là được. Thông viên. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá. Con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Em không ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội. Hiện đang công tác tại đại đội 2 tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, bộ chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha, dạ. Làm việc công tác. Là khu huyện nào không? Dạ con ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thạnh Hóa, Long An. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì điểm mạnh thì con chơi được thể thao một số môn. Như, môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp, ta tưới tiêu cho, tưới bón rồi về tươi. Dạ. Lại con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm, lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ông mối ông kỹ sư ông. Nông nghiệp hả? Dạ. Trời, nhìn tưởng đâu. Dạ, cái này con phơi nắng nó cháy chú. Cháy rồi hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hối. Đảm bảo không hối, nãy là thấy không hối rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Trời, ngon lành, bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ, dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư đó cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Là thường là những người dễ gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi, mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm.
3 năm, ngắn nhất. Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi. Ừ. Rồi lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp, hai là cũng về cái công việc của con, rồi ba là về cái địa lý, như cái mối tình cuối cùng của con yêu là... xa. Dạ, yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ, đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thường việc là được. Thường việc. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không có... Bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc đen. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ, dạ. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ. Cáo với cô Hồng Vân với lại chú là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là Trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Dạ. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi, rồi xin mời đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Vân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Dạ. Nói về đồng chí Pháp thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm trong công việc, thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó, giao việc gì là đồng chí Pháp là trọn vẹn trong mọi công việc. Riêng về phía bạn gái, phía đơn vị là ok rồi, phần sau thì dành riêng cho hai bạn là tìm hiểu và tiến xa hơn, và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Dạ. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất, đạo đức và tính cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Yeah. Xin hết. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Trời, cảm ơn thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ. Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. À, con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh, nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó, đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ em cảm ơn ý nghĩa đi. Phát nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai góc rồi, nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện này thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi, rồi cảm ơn. Cảm ơn anh. Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tưới cho nó ra bông nha anh. Rồi. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải anh muốn là vợ của anh nó là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp mà thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó. Nhưng mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng ha?
Dạ, tại còn con còn đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À vậy thì con phải nói cho anh hiểu, chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm nhưng mà ba mẹ nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì phát thấy sao? Tại bạn đi 2 năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ dạ. Thôi bây giờ là Pháp, em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái đi. À, coi truyền cảm xúc cho nhau, rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Hôm nay đến với chương trình anh không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ, hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu Lan Vũ Nữ nhưng mà không có bài hát về Lan Vũ Nữ nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tàn người thân, ánh mắt nụ cười quên than ngày xa xôi. Chúc anh người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Cảm ơn chị. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe đi, sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kìm cái tính của con lại. Anh có kìm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ là Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình mong muốn gì, nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, anh cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng đừng ngại ngùng bấm nút, còn không chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó, thiệt là dễ rồi. Sợ chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau nắm tay đó, chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Mình chào gia đình cái, xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác. Con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không? Con nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi. Con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, thấy nữa đi, thấy bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng đúng rồi. À, chào nhau rồi chào thủ trưởng đó. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng gặp cặp đôi thứ nhì. Cái mẫu hình lý tưởng của con mình như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. Không hỏi. Không hỏi. Vô số kể, yên tâm. Bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Mời nhà trai. Chào anh trai.
Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng mùng tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy, hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng rồi, đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, thế là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Và em ngủ chắc trưa. Lớn lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa? À, đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng. Thì thoảng cũng để bụng tí. Và để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại đấy. À, trời ơi. Không có thù dai mà để ghi sổ thôi á. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? À, điểm yếu thì em hơi trầm tính. Có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút ạ. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Bị gương đúng không? Dạ. Ừ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Rồi, trời em gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ á. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm mà trọng mình, như vậy, dạ, nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, tượng mình ra nghĩ cho nó quá lên như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính là như vậy ạ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì cái phụ từ điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ, cũng biết nấu ăn, với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ, giả sử như là dạ đây bánh bông lan. À, mình nhìn lan. Là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi đó. Ngon dạ, đó. Bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu hoặc các loại bánh. Mai mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ, anh xin hết ạ. Sao bạn Nam? Tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Là giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Chào chị cưng. Ạ. Em mình nói cho bà mới biết là em có mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chia tay vì hồi em học ở xa, thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư ấy. Nên là sao mà cách lòng đúng không? Vâng, sao mà cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức là có 2 mối tình. Chính thức thôi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh, mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Nên rồi là nó có ghen đến không đâu. Nè, bây giờ cô hỏi có ghen không? Dạ thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội. À. Dạ bây giờ ba về hưu rồi. Rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? Nhìn nơi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ, nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn. Những lúc mà xa thì không nói, nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha. Dạ. Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào?
cao trên 1m7 ạ. Em cao 1m69,5. 69,5 rồi. Dạ được luôn. Quá được luôn, quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm, yên tâm. Vô số kể, yên tâm. Từ này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn, quá ngâm luôn. Rồi bây giờ đó, bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai, tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ, báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì, bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao? Thần tượng bố, cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì với bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, thông tinh tế. Và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắc đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế, đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không ảo, không ảo giác gì ha, đúng không? Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu hả? Xíu hả? Tiết kiệm hay là tiết kiệm, mình gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? À gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Không, không gia trưởng. Nhìn mặt này không thể là từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một, bên đây ta hai mối tình vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, con gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bằng con gái. Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ cho con gái mau lấy chồng. Yên Chi Quyền Linh và Yên Chi Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm, cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình, tức là nói bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh rồi đấy. Đồng minh rồi. Đấy. Thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Để xin hết. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Anh trai đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chủ huy đơn vị, chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí thì luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết được hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, ôi nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này trước. Anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò. Dạ. Hơn 2 tuần. Đơn vị anh là hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, em đây, cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Anh xin phép đọc luôn. Nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa,
anh xem đã thích em chưa hay rồi. Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn à, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự là nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á. Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Công việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em, là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính. Cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard thì giả sử như đi chơi hay gì đi, thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chỗ đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã. Mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ, như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian. Nghĩa là hai bên tìm hiểu, đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thật sự cần nhau thì mình tới thôi. Vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi, bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc, nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc hay không nhạc cũng không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, có bây giờ tới hát rồi đó. Có cà chua thì cất đi. Tiến tới mà, đi. Mình hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào. Cuộc nắm đời tay người nào. Chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Những anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim xúc động quá. Vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi vui quá. Đây, hôm nay lấy món quà của nhau. Hôm nay đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa thấy format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và những số này là những số đặc biệt dành cho quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.
Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người đánh đổi với nhau. Thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm. Sợ buồn ngủ đúng. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ, múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt lại hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi ạ. Trời, nhát nhát thì cũng 2 mối rồi. Xin mời bạn. Wow. Mời em ngồi đây, em ngồi đây. Để chị ngắm em một lần nữa cái đã nha. Quá là duyên dáng. Em có thể tự giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Thị Thu Linh. 20 tuổi, em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học ngoại thương. Wow. Một vấn đề nữa mà em rất là muốn nói đây với chị và tất cả mọi người là em rất là cô đơn và đang muốn tìm một người nào đó có thể sưởi ấm cho em trong mùa đông này. Dạ, chị tin chắc chắn rằng khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì trái tim em sẽ được sưởi ấm. À, anh Linh ơi, Cát Tường ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh nghe rồi chứ gì? Anh nghe rất là hấp dẫn, hình đó. Như không chỉ có người con trai đang chờ đợi trong kia mà trái tim của anh tự nhiên bây giờ nó xao xuyến làm sao ấy. Xin mời người con trai của bên này xuất hiện. Wow. Chào bạn, mời bạn thôi. Dạ. Ấn tượng của tôi là hình như có râu quai nón. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trần Thiện Toàn. Trần Thiện Toàn. Yes. À, tên nghe ấn tượng nha. À, coi như là hoàn thiện ha, hoàn mỹ tất cả mọi thứ có hết ha. Lúc ba mẹ đặt tên chắc cũng hy vọng như thế. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh tranh ảnh à. Tương lai có thể sẽ làm một họa sĩ. Họa sĩ, à bên kia nghe chưa? Cô gái đang chờ một trái tim nào đó để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này. Bây giờ trái tim em như thế nào? Trái tim thì bây giờ đang thổn thức. Thổn thức. Linh ơi, về tuổi tác thì em thấy là phù hợp rồi đó. 20 với 27, bạn nam mà hơn bạn nữ 7 tuổi là đủ để có thể trải nghiệm, để có thể che chở và đùm bọc được cái cô bạn gái bên này rồi đó. Linh nè, bây giờ chị hỏi Linh nè, ngoài cái công việc là đi học thì em có làm thêm một cái việc gì nữa không? Dạ có chị, em làm nhiều lắm. Hiện nay thì em có hợp tác làm một số dự án về phim ảnh. Nhưng mà em là với vai trò là nhà sản xuất. Nhà sản xuất. Dạ. Ủa chị ngưỡng mộ em đó nha. Có phim gì có dài gì hay giúp mời chị. Em rất hy vọng là trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với chị. Ok, cảm ơn em trước. Anh Linh ơi, có vai nào làm họa sĩ không? Hả? Em muốn đóng phim không? Cũng muốn nhưng mà chắc không có khả năng. Sao không khả năng được, đóng vai họa sĩ được quá chứ. Theo em thì cái cô bên kia có hợp với em? Em nghĩ là chắc cũng thôi. Cũng thôi hả? Do gì sao chứ cũng đó? Tại vì em nghĩ là sợ là mình không đủ sức thôi. Không đủ sức hả? Tại sao lại bi quan như vậy? Cái gì mà mất tự tin dữ vậy? Thằng ông mà thiếu tự tin là thấy mất điểm rồi. Không phải thiếu tự tin mà có vẻ là bên đó có thể là cũng không biết nói như thế nào ta.
Mình nói sao, mình nói sao thì em nói đó. Nói chung là khi mà nghe bên đó giới thiệu về mình, cảm thấy hơi thiếu tự tin lại. Thiếu tự tin. Vậy thì nghe thêm nha. Rồi nếu mà cảm thấy mất tự tin quá thì cứ tự động mà thối lui nha. Không. Nha. Chỉ là giây phút đầu thì mất tự tin thôi. Thiếu thôi chứ không phải là mất. Lùi một bước để tiến thêm 10 bước. Em Linh nè, em chỉ thấy công việc của em rất là bận rộn nè. Ngoài việc đi học nè, rồi còn làm nhà sản xuất nữa, những cái dự án của em. Vậy thì cái dự định tương lai của em có những cái dự tính gì cho tương lai? Trong tương lai thì em hy vọng là em sẽ là một nữ doanh nhân. Mục tiêu cuối cùng của em là mình sẽ có một cái quỹ từ thiện cho riêng mình. Đó là cái mục đích cuối cùng mà để mình cố gắng làm việc và cố gắng hoàn thiện bản thân. Chị cảm thấy rất là nể phục em. Vì em tuổi còn rất là trẻ mà ngoài những việc học hành để trau dồi kiến thức, rồi những cái việc kinh doanh làm việc mà còn có một ý định để làm từ thiện, chia sẻ với những cái người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Anh Linh ơi, em nghĩ với một cái hình tượng của bạn nữ của em bên này thì bạn nam bên kia còn phải là phải chắc phải cố gắng nữa mới theo kịp đó. Anh Linh anh nghĩ sao? Anh thấy bên kia hình như là có một cái suy nghĩ hơi cao. Dạ. Cao chút xíu đúng không? Đúng rồi. Năng là cái khát vọng là lớn quá. Tuổi trẻ quá nhưng mà có những cái điều suy nghĩ cũng là của một người trưởng thành. Trưởng thành. Yeah. Em suy nghĩ thế nào về tình yêu? Nó tóm gọn cái tình yêu đối với em chỉ là chung thủy. Chung thủy. Yeah. Và cái người yêu lý tưởng của em suy nghĩ trong đầu là gì? Như thế nào? Nếu mà đề cập từ ngoài vào thì trước tiên thì phải nói đến ngoại hình đi. Ngoại hình. Yeah. Ngoại hình như thế nào? Mập cần... lùng mang kiếng đen hay là chỉ cần một người bình thường nhưng mà dễ thương tí xíu là được, nhìn bắt mắt thôi là được. Thích ốm tí xíu gầy gầy ha, thích to khỏe hay là thích thon thả. Thon thả ha. Thích thon thả. Rồi thích gì nữa? Đó là ngoại hình thôi, còn về bắt đầu về tính cách và tâm hồn đi á. Ngoại hình chỉ vậy là đủ tính rồi. Tính cách như sao? Có cá tính quyết đoán. Rồi về nội dung, em thích một người lãng mạn. Thích lãng mạn. Lãng mạn và một người tốt bụng nữa. Lãng mạn tốt bụng. Tốt bụng mà bên đây người ta muốn đi làm từ thiện là biết đó. Là người ta tốt bụng rồi. Yes. Em ơi, em có nhiều cái ấp ủ, nhiều cái hoài bão như vậy ở một cái độ tuổi theo chị là cũng còn rất là trẻ, rất là nhỏ. Vậy thì những cái người thân thuộc của em, gia đình hay là bạn bè hay tất cả mọi người khi mà nghĩ về em thì họ nhận xét em như thế nào? Họ nghĩ về em như thế nào? Em cũng biết nói sao nữa, tại vì mọi người hay nói trước mặt em thì nói tốt lắm, mà không biết sau lưng mọi người nghĩ như thế nào. Em là một cô gái chuẩn với cung thiên bình, tức là khi mà gặp một người nào đó mà trong tình yêu mà có tình cảm thực sự thì là một người rất là chung thủy. Chung thủy. Bạn trai bên kia cũng thích một người phụ nữ chung thủy. Nhưng cho chị hỏi thêm một tí nữa, em yêu chưa? Em yêu năm bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu tiên của em thì là từ năm 16 tuổi. 16 tuổi? Dạ. Rồi chị thấy em nhắc tới chuyện tình yêu mà mắt em long lanh lên, chớp chớp còn sáng hơn cả mắt của chị nữa. 16 tuổi. Nhưng mà tới giờ phút này tại sao nói em vẫn là lẻ loi một mình, em vẫn ngắn gọn là ê sắc ế là sao, chị không hiểu nổi luôn á. Em nghĩ là do là cái duyên của mình nó chưa chạm tới mình, nên là em muốn là thực sự mong muốn là thông qua chương trình này thì em có thể biết đâu được tìm được một nửa của mình ở ngay cạnh bên thế nào. Vậy thì từ nãy giờ em nghe bên kia thì em nghĩ là cái mẫu người bên kia có thể phù hợp với em. Em nghĩ là anh cũng đạt được một số tiêu chí mà em đặt ra ban đầu. Ví dụ như là có thể là anh là một người khá là chín chắn và anh có một cái tâm hồn phóng khoáng, tâm hồn nghệ sĩ. Mà anh mong muốn một người con gái lãng mạn thì anh là một người sống rất là tình cảm. Em hy vọng là những mong muốn của em đều tìm thấy ở anh. Anh nghe rồi, bên đây nghe hết rồi. Cho bên đây em hỏi bên đó một tí là hồi nãy em nghe giới thiệu là có phòng tranh phải không? Nhưng mà là bán tranh thôi hay là có vẽ được tranh không? Dạ, vẽ được ạ. Nghe nói có vẽ một bức tranh. Dạ. Vẽ anh hay vẽ Cát Tường? Tranh em tự vẽ hả? Tự dạ vẽ, đúng rồi, sẽ em vẽ. Trời, em có phải lấy bức tranh lên cho anh xem. Hồi hộp, chị cũng hồi hộp. Ồ, vẽ Cát Tường đẹp quá. Tranh. Cũng ý tưởng mới vừa nghĩ ra nên cũng không được hoàn thiện lắm, mới vẽ trong ngày hôm qua. Chữ gì đây em? Là
chúng tôi đang yêu. Chúng tôi đang yêu. Yeah. Ủa em đang yêu em đến đây để làm không, gì? Không không, cái là hy vọng. Anh lên có thể cho em xem bức tranh được không? Bức tranh này vẽ anh ẵm em. Hấp dẫn chưa? À, Linh ơi, trước khi mà được xem bức tranh của bạn kế bên đó thì em có thể cho chị biết về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Em thì em không có tiêu chuẩn gì nhiều cho người đàn ông của mình cả. Quan trọng là hai người có tình cảm với nhau, có thể yêu thương nhau và người trai có thể đùm bọc, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người gái là được rồi. Cái đó là chỉ mới là cái nội dung thôi. Ý đây chị đang hỏi về hình thức bên ngoài. Em không có tiêu chuẩn riêng về ngoại hình, nhưng quan trọng là người đó cân đối về mọi mặt là ok. Trời ơi, cái từ cân đối này mới ghê đó. Anh Linh bên đó có cân đối về ngoại hình đúng không anh Linh? Cân đối lắm bên đây, cân đối lắm nha. Bây giờ em có muốn nhìn chàng trai bên đây có cân đối hay không? Dạ, em rất là háo hức. Nãy giờ đang rất là hồi hộp và háo hức có chia sẻ với em như vậy. Rồi bây giờ để anh qua bên kia xem trước coi đối phương của em thế nào ha, rồi thông báo lại cho em nha. Dạ dạ. Bên đây là hoành tráng rồi đó. Tự tin lên em, tự tin lên em, ngước mặt lên. Đó. Rồi tìm có đọc không? Đập loạn nhịp, loạn nhịp. Nãy giờ nghe nói dễ thương quá. Để xem thử làm sao nha. Nghe giọng nói thôi. Nghe giọng nói phải không? Nhìn qua anh thấy cậu bịt miệng cười, hai bên có hai cái mụn. Dễ thương. Người ta tuổi vậy thì mới 20 tuổi à. Anh chưa thấy ai mà dễ thương như cô gái này cả. Anh đừng làm em háo hức của anh lên. Thôi nhìn như nó đủ rồi. Anh muốn nhìn lâu nữa. Bây giờ chị sẽ lãng thay mặt em. Chị qua bên kia chị coi. Thứ nhất là coi cái anh ấy có phải là họa sĩ thiệt hay không cái đã. Yeah. Rồi nhìn coi anh ấy có đạt những cái tiêu chuẩn cân đối giống như là của em hay không nha. Wow. We are in love. Hình anh đó, hình anh với em á. Sao em không có eo cho dễ dễ cái hình với em vậy trời, trời, trời ơi, trời ơi, chàng trai này mạnh lắm em. Ẩm người phụ nữ nhất bổng lên cao, hai chân chổng lên trời. Đó là trong tranh. Đó là bức tranh. Thôi được rồi, cái được rồi. Nhanh đi, người ta háo hức lắm nè. Hai ba. Nha, yeah, chào chị. Được không, được không? Cười không thấy tổ quốc đâu. Có một cái răng khểnh, còn nhiều không có răng. Nói chung là em thấy được đó. Nói chung là cân đối đó, mà không biết bạn gái em thấy sao thôi, để em hỏi nha. Em nghe chị diễn tả chưa? Dạ rồi. Em thấy sao, em thấy sao? Trời, em thấy là không biết là anh ấy từ hành tinh nào xuống. Anh Linh ơi, em nghĩ là mình không có nên để cái giây phút này kéo dài lâu đúng hơn. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo điều kiện cho hai... cho hai cái cân đối gặp nhau đi. Chuẩn bị. Chưa, từ từ. Nghe nôn nao quá. Nôn nao quá. Màn đâu, kéo lên. À. Kéo lên. Bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Bắt đầu. Wow. Chào em. Em chào anh. Chưa vui được gặp em. Em rất vui là được gặp anh. Em tên là Thùy Linh. Anh tên là Thiện Toàn. Dạ. Hai mình để tên kế nhau thì là tên là Toàn Linh hoặc là Linh Toàn đúng không? Nghe nó hơi kỳ như vậy. Anh Linh đứng ra nhìn của anh sao nói chuyện nữa. Phúc nhanh đi, nhanh đi, nhanh. Nhìn hoài. Em rất là ấn tượng với lại đôi mắt của anh. Wow, cảm ơn em. Ấn tượng về cái gì? Là không có thấy biết nhắm hay mở. Em không biết là đi ngoài đường thì người ta có biết là anh đang say hay là đang tỉnh không? Không. Người ta ngoài đường có lẽ không biết nhưng mà người thân thì sẽ biết tại vì anh không có uống bia hay rượu gì hết. Hết giờ rồi. Chưa, chưa, còn 30 giây nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Anh có sở thích gì khi khi mình có thời gian rảnh? À, anh thích cà phê, hẹn hò và xem phim. Dạ. Em... hy vọng sẽ mời được em đi xem phim. Hết giờ. À, 2 phút đã trôi qua, hai bạn cũng vừa đủ để trao đổi một số những thông tin. Bây giờ là thời khắc rất là quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay ra phía sau cái ghế của mình. Đây, có một cái nút vào đó. À, sau khi anh Linh đếm 3, 2, 1,
Nếu các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì hãy nhấn tay vào cái nút đó. Còn nếu như không thì coi như mình kết thúc. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Em không nghe tiếng động gì hết vậy. Hết thời gian. Mặc dù hơi chậm nhưng mà cũng đọt. Cuối cùng thì tôi cũng đang rất hồi hộp. Rồi như vậy là trái tim đã màu hồng trọn vẹn. Chúc mừng hai bạn. Này anh tặng em. Em cảm ơn anh. Hy vọng là em hơi thích. Cho chị hỏi Linh một tí là lúc nãy chị thấy cái giây phút mà để nhấn cái nút á thì em còn chần chừ, thì trong giây phút đó em nghĩ điều gì? À, tại vì em hồi hộp quá, tay em nó cứ run em bấm rồi mà biết sao nó không dính nên là. Dễ thương và rất là thẳng thắn đúng không Linh? Bấm mà nó không dính. Bấm lại. Cuối cùng nó dính đúng không? Dính. Nếu như em lỡ bấm không dính thì em có tiếc không? Chứ em khóc nguyên tuần sau. Wow. Ôi, thấy chưa, thấy thương chưa? Thôi thì như vậy, chị sẽ thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gửi đến hai em một cái món quà. Đây là những cái cặp vé đi xem phim. Vì hồi nãy chị nghe sở thích của hai em là thích hẹn hò và đi xem phim. Hy vọng rằng ở rạp phim hai em sẽ trao đổi thêm được nhiều thông tin hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Các bạn, hình như bạn hơi căng thẳng đúng không? Ủa, cứ ngồi đi. Sao mà mới xuất hiện mà khán giả là cười dữ vậy? Căng thẳng quá. Trời ơi, sao rung vậy? Ta là gì? Em tên là Nguyễn Đức Minh Tuấn. Nguyễn Đức Minh Tuấn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nay em 31 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh về... Bảo em mở quán cà phê. À, mở quán cà phê. Dạ. Bạn làm chủ quán cà phê. Dạ. Rồi, mời bạn nữ đi. Và bây giờ, mời em. Wow. Rất là trang nhã. Ấn tượng đầu tiên hết sức là trang nhã và lịch sự. Chị chào em tên gì? Chị, em tên Hoàng Ngọc Kim Khánh. Kim Khánh? Dạ. À, Kim Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi, em già rồi. Bên kia tới 31 tuổi lận em. Dạ. À, mình không già, mình còn rất trẻ. Khánh hiện nay đang làm gì? Dạ em cũng là kinh doanh tự do chị. Em kinh doanh tự do, dạ. Có nghĩa là em có một cái shop bán đồ của nít. Đồ trẻ em. Dạ. Một bên bán quần áo trẻ em, mình bán cà phê. À, tôi xin hỏi bạn Tuấn nè. Hình như bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không? Dạ cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. Đã hồi hộp chứ. Thôi hồi hộp chút xíu. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, còn hai cái tay này ngồi vịn đầu gối cứ ngắt không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy... Vậy là bạn yếu bóng quía hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? À, một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em nói rõ cái sexy chị nghe coi nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị cắt tường được ạ. Trời ơi. Chị Cát Tường cân đối dữ rồi nha. À, chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. À, bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. À, em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Dạ. Thì em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu. Cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Wow. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh, của em là sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đó em không biết được chị. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Chị, dạ. Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Yeah. À, đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị. Em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình. Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này
em sẽ tìm được một nửa thời sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Dạ. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi, hơi bị lụy vào tình yêu một tí. À. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì cả như em cũng nói thẳng thắn dạ. Chấm dứt, được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp vun đắp, mà không được là chia tay. Dạ, chia tay sớm rồi. Bất đau khổ. Dạ đúng rồi em ha. Dạ. À, ở một mình cho nó vui cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. À còn bên đây theo em thì chúng ta yêu rồi em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy. À nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng 2-3 mối tình rồi. 2 mối tình sẽ chưa tiến tới. Quen nhau xong rồi tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. À, bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi 3 vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai, thực sự cái tuổi của em thì em không còn mê đẹp trai nữa. Dạ nhưng mà em cần á là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùng á thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không á đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. À. Em rất là hy vọng như vậy. 2-3 Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Sao vậy? Căng thẳng quá, run quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn Cát Tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Dạ. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút, mặc dù em không có được như vậy. Chị đùa một tí thôi, chứ nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể một tí. Còn sự thật hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi tới anh để từ anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào, đúng cái mẫu người của em không? À, cũng đúng rồi. Nhưng mà theo em có sexy không? Chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá. Có thể nhiều tiêu chuẩn mới đi sexy nha. 3 vòng bằng nhau nha. Để em coi. Kín đáo không có nghĩa là không sexy nha. Chào em. Chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy. Đấy. Cao ráo. Đấy. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à. Nó chơi vui thôi. Ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng đó anh Linh. Nó tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha, tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi xin mời bạn quay mặt qua đây. Chưa, từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên nó thôi. Rồi mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút nhìn nhau và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. Anh cũng vậy. Anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, anh có căng thẳng đó. Em thấy anh hơi căng thẳng. Dạ. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Như là, cái như là anh nghĩ không? Gần như vậy. Dạ. Chỉ có cái em không sexy như anh nghĩ. Không, sexy thì có phải là đúng không? Nhìn bề ngoài phụ nữ thì cũng như quyến rũ là được. Dạ. Sexy, nên không ạ? Dạ.
giống chị Tường không? Chắc chắn là không bằng rồi. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ không phải dẫn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì tiến tới không được thì thôi, mình tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ, đúng rồi. Nhanh lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bạn này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi, hết thời gian hết rồi. Hết rồi, hết thời gian thì không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục ghê vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu, cùng một lúc, không trước không sau gì cả. Em phát biểu một cảm xúc là tại sao mà em nhấn nút. Chị thấy người cái bên giờ này mà cái bếp vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá, rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Định cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em lại thích như mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là sao? Bạn thấy bạn cũng mới nhìn thấy cũng bạn gái dễ thương, nước vàng da trắng. Em kiến thấy ngộ ngộ. Ngộ ngộ? Ngộ là sao em? Dạ. Em kiến mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bạn yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Thế chị thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay cái cho nó. Đó, cái gì mà nó lộn xộn. Đứng bên đây thì nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi, mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp. Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp là lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Còn bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng là có, bạn tôi cũng hy vọng như vậy. Và chị cũng xin thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò, gửi tặng hai em một món quà. Và hy vọng rằng là lần này em đã tìm được một cái đối tượng có thể che chở bảo bọc cho mình. Và chị hy vọng rằng cái câu chuyện hẹn hò này sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp nhất mà chúng ta đều hằng mong muốn, đó là kết hôn. Đúng rồi. Đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Một cái tin nóng sấp dẻo nữa xin gửi đến anh Quyền Linh và tất cả mọi người luôn. Đó chính là đã có thêm một đám cưới nữa. Đám cưới của Kim Hoàng và Như Quý. À, hai cái bạn mà tưởng chừng gì không bấm đúng không? Cái bạn nam mà bạn áo bông 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 mà ghét mấy người con gái mà mập á, nhớ không? Đúng rồi, đó, người mà tưởng không có bấm á. À mà nhờ ông Mai vào mối nói hay quá. Xong cuối cùng là hai người quyết định bấm nút. Và bây giờ là đã đám cưới rồi đó thưa quý vị. Vai đó là hỏi tay để chúc mừng tay đó. À, và chúc cho hai bạn sống trăm năm hạnh phúc. Nhưng cái niềm vui này lấy chút may mắn của các bạn đó cho ông Mai với bà mối ngày hôm nay. Hy vọng là hai cặp đôi ngày hôm nay cũng sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và cũng đi đến được bến bờ hạnh phúc. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên của bạn muốn hẹn hò. Hả Mai? Mời bạn nam. Wow. Ha. Dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi được sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên? Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là anh con chị Hiến cơ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi bạn gái hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thẳng thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Ồ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hoa Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ. Em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu ha. Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này. Các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng đó. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm rồi. Làm chủ được 2 năm rồi? Dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Làm người cho gia đình là được. Trong người anh nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ.
đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? Có. Yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều ạ. Chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh được. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi. Em ồ, rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình ế? Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. Khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không ạ? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi với bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít, cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nào không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình, nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy ạ? Cái đó tốt thế đâu, có cái đó đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì em rất ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo nhõng nhẽo xíu, khó rất là khó chịu. Trời ơi, tôi có người yêu tôi phải nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao mà không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm mà. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao, bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý ạ. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba? Thứ ba thì nghe gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây, em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Lấy ai cũng được. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đây 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất đâu. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về rồi. Thì năm nay là phải có người dẫn về mới được về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nếu như mà được thì chừng nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua coi có được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không, nó không thích chơi với con nít? Dạ. Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn, có muốn sanh con không? À, có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là 5 đứa nhưng thôi em chỉ 2 đứa. Thôi 2 đứa thôi. 2 đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em nhìn cao 1m6 là được. Đơn giản vậy thôi? Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được. Đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn tí. Hơi thiếu ăn tí hả chị? Tao nói bằng em nuôi, em nuôi. Cái đó được. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn nơi hiền bây giờ rung lắm. Em rung cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ anh chào chị Cát Tường, anh chào anh Quyền Linh ạ. Theo nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn.
anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì, dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích, nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả em thích liền. Em muốn nhìn lắm đó. Muốn nhìn lắm rồi phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chi. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy này dạ, em gửi. Cảm ơn bạn. Tôi chỉ hỏi cái này, cái này là em tự làm á hả? Dạ, cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng đó, biết ngay này, tự làm mà. Dạ, lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? À, anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi, bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Ba má tên gì? Hỏi người có bà con không? Hỏi nó. Bà con thôi, đi dừng luôn rồi nha. Em học có ba trường gì? Ở Dương Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Xuyết, không, gần trùng. Gần trùng hả? Khoan, phải hỏi ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi không nguy hiểm lắm. Không, không. Thấy có gì quen quen không? Em nhìn hơi. Có gặp đám dỗ, đám cưới gì chỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì không nha? Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi. Thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một, hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. À, không vậy thôi, đừng có nói chuyện đi. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Đó, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Vậy hai người có thật xấu gì khai nhau hết đi. Nói là mai anh không bấm nút kia sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Có, anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nghe không. Để coi em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ rồi được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Sao? Thấy người lạnh lạnh. Em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Và hai người nắm tay xem phim nữa các bạn. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Ừ. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình... Em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Dù sao thì các bạn ấy cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta đang chờ kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Man? Mời bạn Nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vinh Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? Do thằng tóc nó hết bị lỗi. Hả? À. Bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả? Xui vậy. Ủa đầu trọc hả Cưng? Không, ai nói đầu trọc? Xém trọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Vinh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hộ anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì?
Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chỉ như là trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha. Không có vấn đề gì hết. Bạn nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba. Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? 3 năm. Lý do tại sao phải chia tay? Có một số việc không hợp nhau. Ba mình... năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết, sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn nữ thì sao? Thích tìm người bạn gái như thế nào? Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em, và tôn trọng công việc của em. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Rồi hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao lại ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu. Nổi không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích đơn phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, là em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 đổ lên à. Bên kia 30 cũng giáp mí ha. Dạ, chững chạc, biết suy nghĩ, tôn trọng và đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình sẽ nói dối. Nói dối tốt là cái gì bạn? Nhưng nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta, mình sẽ nói dối. Ồ. Làm cho một cái sự bất ngờ. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm đến người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình về đánh chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, nó anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Cái nếu mà hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được? Tội lao. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Cái là ngày xưa vụ Lan Điệp đó. Thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác. Chứ gì người hiểm ác. Hay quá ha. Cũng lanh lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được. Chứ từng tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong. Kể cả CV bếp cũng có hết. Biết ta mà mập to, cao, thấp mà sơ rê có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không? Thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt. Nhiều chuyện là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt, nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Nói nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó phải nhiều chuyện. Rồi gọi bà Tám. Vậy tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền. Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á. Chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á. Có thiệt. Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá. Rung quá hả? Nhưng không sao, mình đàn ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm mà chưa có cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhơn vậy anh? Ừ mới nói kìa. Đồn ác nhơn quá. Chào em. Nói tôi ác nhơn trời. Tôi thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà hơi đen chút xíu. Cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Dạ. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha, đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Mà em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bắt bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính. Anh khá chững chạc và em thấy anh rất là hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang
thì chị Kiều là số 1 là. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn Nam có đi với ai không? Em đi biển phòng luôn. Không, phòng dịch vụ cưới hả? Không, không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Ngay từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại ảnh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. Dạ. Chị tin em nha. Dạ. Ác nhân thiệt. Cảm ơn. Chúng ta sẽ kéo màn nha. Nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng á. Thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói chung con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm. Như là... dụng một cái. Chưa nói hết. À, nói hết đi. Nói đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À, dụ dỗ à hả? Là anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi. Sắp xếp công việc của mình xong mình có được đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở Biên Hòa là ở khúc nào? À, gần ngã ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò. Nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà, dạ. Bây giờ hẹn hò sao hỏi ảnh coi. Mà em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Với lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau đi. Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát hay em bằng hai nhát. Giấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Em quên. Cầu nghe sóng biển cứ quên hả? Lại 2, 3. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá, bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này thì về làm ăn phát tài phát lộc dữ lắm luôn á. Nói câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định. Dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ là thật kỹ. Nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu nhiều về nhau. Nắm tay dắt bạn gái đi coi phim. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Bạn nam. Em tên là Trần Minh Hải, năm nay 31 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty Vidan.
Bạn nữ. Em tên là Lê Thị Hoài Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý ạ. Mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Em thì chắc là cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì hậu đậu trong việc bếm nút. Dạ. Thứ hai nữa là thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên. Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không có chịu làm liền. Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì lo hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà. Rồi. Điểm mạnh của em thì em biết ham học hỏi, biết lắng nghe. Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là vì không có gấu nên là sếp định dạy kiếm mít. Mà vì sếp định dạy kiếm mít cho nên không có gấu. Hai mươi mấy năm chưa một mối tình nào hết, từ thời đi học tới giờ luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Ngày xưa đi học á, thì gia đình ngăn cấm chuyện yêu sớm. Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi á, muốn em có bạn trai thì xung quanh em cái môi trường á, lại không có được đối tượng phù hợp. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7, là một người không có tính gia trưởng, vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích à. Dạ. Chị cũng thích ảnh nữa. Dạ. Quan điểm của em bên đó vậy, em có thấy em đáp ứng được như... Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh. Được hết luôn hả? Phải không? Bạn cao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Ồ, dư được một chút. Có gia trưởng không? Dạ không anh. Lý do tại sao ế? Em thì cũng đi rất là mát tay, không biết làm sao á. Quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng. Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo đi cho gia đình, tính trên đi nhường dưới là được rồi. Về ngoại hình? Thì cái ngoại hình thì cũng thì bạn đó ốm. Tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài. Ốm thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp. Mà mập mạp mới có sức khỏe chứ bạn, về còn sanh con đẻ cái nữa, ốm quá sao có sức. Không chị, cái đó về đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên. Chi vậy, ta bồi bổ sẵn ngày mình rước về em sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bổ dài đẹp của bạn rồi. Tại vì mình không có cần đẹp. Không cần đẹp luôn? Dạ, cái đó vậy. Chỉ cần ốm thôi. Dạ. Ông này lạ lùng vậy. Tại vì nếu đẹp á, thì về đem làm cho đẹp được. Về cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn. Nếu mà ốm á, thì mặc áo dài. Còn mập mập múp múp thì mình mặc cái khác. Mặc cái khác là mặc cái gì? Mặc đầm đồ đó. Nhưng mà vẫn thích áo dài hơn đúng không? Dạ. Đó là yêu cầu rồi. Sở trường mình có gì? Em nấu ăn được, em chơi thể thao được. Chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ, cũng chuẩn bị chút chút. Cưới thì giờ ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh là ở Tây Ninh. Dạ, đi ở thành phố. Nếu như sau này em công tác ở với em Bình Dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha? Thì anh đi sẽ đưa rước thôi. Đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á. Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được. Dạ, nếu như bạn nữ đi có đi công tác ở với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống. Cho nó gần đúng không? Đi cho gần. Đi đấy mình tiện, mình đưa rước đi mỗi ngày là được. Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa rước bạn gái luôn. Tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi. Nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm. Đúng rồi, đi xa xa đó. Dạ chào chị. Bạn trai có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Thì thứ nhất là em rất là cứng đầu. Ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi, em làm chừng 3 lần đi, nếu đi không được thì anh tự động em bỏ. Thì nếu như được có người xen vô nói trời ơi mày làm cái đó thì không được đâu, tao biết chắc mà, thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi. Lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sau 3 mối tình hả? Tại vì đi lúc trước á, đi là đi mình còn nhỏ đi, mình đi chưa có cái gì trong tay hết. Đi cái đi công việc thì không có ổn định. Tại vì đi mỗi lần đi mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải đi mình nói chuyện tôi cưới đi người đó về đi là thôi đâu. Đi cái cho nên đi mình phải chuẩn bị từ trước, đi khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới. Bây giờ chuẩn đó. Chưa? Bây giờ chuẩn chưa? Dạ đi cũng chuẩn rồi chị. Chuẩn khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ đi cũng 60%. 60%. Giờ lấy vợ về mình ở đâu? Dạ ở thành phố. Thành phố là ở chỗ nào? Tùy dạ. Theo đi bạn đó đi công tác ở đâu. Là ở đâu mình thuê nhà ở đó. Dạ. Nếu như mình ở luôn ở với An được không bạn ha?
Vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình là khi mà dựng vợ gả chồng á thì sẽ xây nhà ở đó để cũng gần gũi bên gia đình. Nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý không bạn không? Thì nếu như bạn muốn định cư dưới Bình Dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề. Tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa. Bạn có đất rồi giờ mình có đất rồi. Sướng muốn chết. Của hồi môn mà. Anh thấy bên đây cũng tính toán rất là kỹ. Mình xem mặt bên kia đàn gái coi sao nha. Dạ. Bên đây tính kỹ lắm. Dạ, em chào người Linh. Tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ như có con cái kia nữa. Rất chín chắn. Dạ. Em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không? Em thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em, san sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình. Với lại tính em thì không quyết đoán. Nếu như mà ảnh quyết đoán được thì giúp em, hỗ trợ em thì rất là em rất là vui. Vậy hả? Dạ. Cái này dễ mà. Dạ, cái này dễ. Thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm. Có gì em xử lý luôn ha. Em ra quyết định luôn. Vợ giao mình quyết định mừng lắm. Tôi không quyết định được, vợ tôi quyết định hết luôn. Mà khi nó khổ vậy đó. Hôm nay em đi có người thân nào đi theo ủng hộ em không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Bây giờ theo kinh nghiệm của cô, người lớn tuổi á, cô nhìn coi. Qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì cô cũng thấy con thật thà, thiệt tình. Nhưng mà đối với Hoàng Anh á thì có nhiều khuyết điểm. Cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á thì tiến tới, còn không á thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Cô thấy con để tương lai mình được không cô? Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm, phải quen rồi cô phải biết chứ, còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái, con cô thì nó rất là ngoan, thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng, có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Dạ. Cũng lo lắng cho con gái của mình ha. Dạ. Mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không? Dạ, nếu như đi mà đi, cái cô nói vậy á, thì chắc con đáp ứng được 60-70% gì đó. 30% còn lại sao? Đi làm mình tích lũy từ từ. Tích lũy từ từ đúng không? Dạ. Cảm ơn cô. Bạn trai ơi, hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi. Thấy ổn rồi đó. Thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Dạ chào bạn, chào anh. Chào em. Bạn gái rất là xúc động đấy. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Hoàng Anh đã khóc đấy. Em hết rung chưa? Dạ em thì không có rung, chỉ là em hơi xúc động chút xíu. Dạ. Em xúc động thì là đi mẹ em nói hay là làm sao? Dạ em em thì rất là thương mẹ em, bởi vì gia đình đã lo cho em rất là nhiều. Nên là em không bị cả, em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy đứa bạn này thì em cũng đi rất là thích. Dạ em cảm ơn. Em thích về gì? Em thích cái răng của đứa bạn đó. Thích cái gì? Cái răng. Em thì tính em hơi rụt rè, nhưng mà nếu mà quen thân với em thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố, hơi tương tự. Mình nói rụt rè em đây cũng rung nữa, đây nói ít hơn nữa. Thôi hát bài tỏ tình đi bạn. Hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi. Thì bây giờ anh thì cái giờ đem xin hát bài Buồn Con Sáu Sậu nha. Dạ. Bài ý nghĩa quá hả? Tại vì đem chỉ thuộc lại cái bài đó thôi. Rồi. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng. Rằng sèn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi câu hát xưa ân tình, trăng tròn đẹp đôi, chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau dơi, nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim kêu đâu đó, nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? Cái bài nó có ý nghĩa. Anh
tưởng đâu hát cái vụ kia. Em tưởng cái gì mà buồn chia tay chia giờ là thì ra cái cô cuối vô được. Con sáo sổ lòng bay xa chứ. Trời ơi, được được bạn nam tình cảm nhau một vài câu nữa nhưng nó ngọt ngào để đâu. Gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi. Thì nếu như anh là điểm mối tình đầu của em thì anh thì cũng sẽ là điểm mối tình cuối của em. Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn. Đầu tiên nha. Bạn cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang run nên không có cảm nhận được gì nhiều mà. Bàn tay bạn ấm mà. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi mong rằng các bạn sẽ báo tin cho Quỳnh Linh và Cát Tường thật sớm. Hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta. Đừng để nó trôi đi nhé. Dạ, em cảm ơn mẹ Linh. Em cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn chị. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Mời các bạn. Được 5 năm. Wow, thời gian rất dài đúng không chị? Dạ, em cũng có một mối tình 7 năm mà. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Dạ. Hoàng Anh dễ thương quá. Có thể nói đây là những giây phút đông đầy những cảm xúc trong chương trình thưa quý vị. Mong rằng tất cả hạnh phúc, bình yên sẽ đến với cô gái ấy và chàng trai ấy. Và nếu thật sự họ mà đến được với nhau á thì đây là đúng là những cái giây phút này là giây phút tuyệt vời. Đó là kỷ niệm của họ. Chúng tôi luôn mong muốn điều đó xảy ra thưa quý vị. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai có như vậy không? Quý vị chờ xem. Hạ màn. Mời bạn nam. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý khán giả. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Nghề nghiệp ở em đâu? Em tên là Nguyễn Xuân Nữ Hòa Ca. Hôm nay 23 tuổi. Nghề nghiệp em là nhân viên thu ngân của tiệm vàng. Thu mua tiệm vàng hả? Thu ngân. À, thu ngân hả? Đâu thu mua tiệm vàng dữ vậy? Em quê ở đâu ca? Dạ, em quê ở Vĩnh Long. Thôi vậy hả? Cùng quê với chị. Dạ. Tên lạ nha, Sơn Nữ Phà Ca hả? Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca. Dạ. Tên sao hay quá quen quen. Hình như tên nghe xấu lắm anh Linh. Không, tên đẹp. Nhưng mà trong tôi nhớ rằng trong một cái tù cải lương nào đó hay một bộ phim nào đó. Dạ đúng rồi, do bà nội em rất là thích xem cải lương. À, thành ra là đặt là Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca đó đúng không? Dạ. À, tên lạ quá ha. Rồi, bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Hoài Thanh quê, em ở Tây Ninh, hiện tại em đang làm một đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em 25 tuổi. Làm đầu bếp chính chưa? Bếp Việt á thì em có làm chính rồi, nhưng mà còn bếp Nhật thì em đang học và em chỉ là phụ thôi. À, bạn nữ thích nấu ăn không? Dạ có ạ. Nấu ăn ngon không? Không được ngon lắm. Không sao, yên tâm. Có bạn trai làm đầu bếp thích không? Thích nghề đầu bếp không? Dạ em rất thích đầu và làm nghề đầu bếp. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Em quen là được 5 năm. Wow. Thời gian rất dài đúng không chị? Mình chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng cũng 5 rưỡi rồi chị. Lý do tại sao vậy bạn? Em cảm thấy anh không thật lòng. Có nghĩa là anh ta bay bướm à, dạ, quen bạn rồi còn có dòm ngó người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Dạ. Em giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, chơi thể thao, thích nấu ăn, thích tìm tòi học hỏi những cái mình cần biết, thích shopping. Thích shopping rồi. Bạn nữ nào cũng thích shopping hết trơn á. Rồi còn khuyết điểm? Tính em hơi nóng, hay giận hờn, nhưng mà rất là mau quên. Nóng dữ không em? Cũng nóng nhưng mà vừa phải chứ không dữ lắm. Đừng có nóng quá nha, phụ nữ nóng đó. Quá hư bột hơi đường hết. Bạn gái là chia sẻ rồi một mối tình tới 5 năm. Thế bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một mối tình 7 năm mà. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ tại vì lý do yêu xa với lại là có nhiều cái khúc mắc trong đó mà không chịu mà thông cảm cho nhau. Ví dụ một vài cái cụ thể mà không giải quyết được. Hôm đó em đi làm về thì nhân cái dịp đó là lễ Halloween, đường rất là kẹt xe. Thì cô ấy ở quê có điện lên cho em, kẹt xe quá em không thể nào bắt máy được. Đoạn ít xe rồi á, em bắt máy, xe qua lại ồn ào, cái bắt đầu là cô ấy nói em là đi chơi, có những lời rất là khó nghe.
Rồi sau đó em cúp máy để ráng chạy được về tới nhà để mình điện thoại lại mình giải thích. Nhưng mà điện thoại lại thì không chịu thông cảm cho nhau, không chịu lắng nghe lời giải thích. Em cũng có suy nghĩ là trong 2 tháng mình không liên lạc với nhau để xem hai người có cùng chung một cái hướng đi nữa hay không. Và cuối cùng 2 tháng thử thách đã qua thì đường em đi đi. Ủa vậy là đứt luôn á hả bạn? Dạ. Trong 2 tháng đó thì em cố tình là chờ đến cái ngày sinh nhật của cô ấy thì em có mua một bó hoa mình tặng cho cô ấy rồi mình năn nỉ. À, lúc mà tặng hoa cô ấy nói sao? Khóc thôi. Sau đó rồi em đi, cô ấy nhắn tin là em đi lấy chồng, anh đừng có buồn và hãy cố gắng mà sống nhàn. Từ cái tin nhắn đó là hình như là khoảng 1 tháng rồi là ngày nào cũng chạy về cả anh để năn nỉ, nói chung là níu em kéo. Em chạy về đúng không? Dạ. Làm xong là khoảng 10 giờ tối là em chạy về tới rảnh 12 giờ sáng. Lúc nào về thì em cũng tặng cô ấy một cái bó hoa hồng mà bằng cũ do chính tay em đẻ. 6 tháng sau thì cô ấy lập gia đình. Cũng có thể là em ít quan tâm chút xíu nhưng mà cuối cùng là em đã cố gắng để níu kéo. Đây là một chàng trai tôi nghĩ rằng cũng có tính chung thủy đấy ha. Phà ca, thế bây giờ em muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Chung thủy, biết lo lắng cho gia đình, chăm lo, chia sẻ những lúc em buồn, có cái chí hướng cầu tiến. Bạn nam thấy sao? Bạn ấy nói là cần một người có thể cầu tiến. Em có cùng một cuộc sống nói chung là tự lập từ nhỏ, và cái vấn đề cầu tiến của em cũng rất là cao. Quan trọng cũng không phải là do em mà do bạn gái có chấp nhận và đồng hành cùng em đi cái cầu tiến đó không? Đúng rồi. Ví dụ lập gia đình thì mình sẽ sinh sống ở đâu bạn? Định hướng là em sẽ về quê mở cái quán nhỏ nhỏ là sống chung với ba mẹ. Mình có ngại về quê của bạn trai để làm dâu không? Nếu yêu nhau thì em chấp nhận. Vậy là tốt rồi. Bạn trai không thích những cái gì ở bạn gái? Tức là nước da ngâm nè, miệng thì miệng hô. Tại vì da ngâm thì em có sẵn, hô thì em cũng đã hô rồi. Làm sao tự nhiên bạn đen được, bạn không chịu người ta đen là sao? Dạ tại vì quen một người bạn gái da trắng sau này nó sẽ có con á chị. Nó sẽ lai lai ra bớt. Quan trọng là yêu thương nhau thôi chứ. Đặt trường hợp mà nếu bạn ấy mà da ngâm nhưng mà được cái là tính tình bạn ấy tốt thì ok. Mình mới nói vậy. Quan trọng tính tình tốt thôi. Rồi mình nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bạn gái kia nghe đi. Em thích nấu ăn, những lúc buồn thì em thích là cỏ hoa hay gì đó. Và mưa thích. Thấy rồi. Và em có một điều đặc biệt là những lúc mà em buồn shopping hay gì đó là lựa đồ cho bạn gái. Là lúc thích đó shopping lắm. Lúc đó là em vui lên. Gái nè là vui nè. Trẻ bí đẹp. Trẻ bí đó. Này là em làm đó hả? Dạ em tẻ chị. Chị quá xuất sắc. Tài giỏi là thấy rồi đó. Nhưng mà có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nóng tính, xung đột, nhưng mà phải cẩn trọng trước cái sự nóng tính của mình. Nếu mà cảm thấy mà mình thắng thì mình làm tới, còn nếu mà thấy thua thôi mình lui. Bây giờ bạn thật sự cần một điều gì ở người phụ nữ? Anh chị cũng biết thì em làm trong bếp, là trong cái môi trường nóng nó nhiều cái sự cố mà không muốn xảy ra, thì em về nhà em muốn có một người cũng như là một cái máy điều hòa vậy, so dẹo đi những cái mà nóng nảy trong người đó. Vậy lấy vợ chứ tao mua máy điều hòa được rồi. Không, cái máy điều hòa nhiều khi nó chỉ làm mát ở ngoài da thôi anh, chứ nó đâu làm mát trong lòng được đâu. Chị nói là tìm người vợ nhẹ nhàng, dịu dàng đúng không? Chia sẻ với mình những cái nhọc nhằn trong công việc. Như vậy là hợp lý. Rất là chuẩn. Được lắm em. Mặt chịu mày ha. Dễ thương, duyên dáng. Nhưng mà em đen quá. Để coi đàn gái hay sao nha. Nhập đàn trai ok. Chào em. Dễ thương quá. Nhưng mà em hơi đen. Cũng lo có hơi đen. Không có đen mấy đâu. Nhưng bộ đảm anh kia anh gặp anh chịu quá. Anh bên kia hiền, hơi nóng chút xíu không? Có làm dịu mát những cái cơn nóng nực của anh không? Bên đây nãy cũng em nóng. Đôi lúc là em cũng nóng. Chết. Nhưng mà nói chứ không gian của anh làm nó nóng bức lắm em. Tự em vào bếp chút xíu đi. Lửa nó phật phật. Ừ, đó là cái bệnh nghề nghiệp mà. Còn lúc nào ông về ông đang ngủ, ông nằm ngủ trưa rồi đó, ông nóng thì là mình nóng lại. Được không? Được. Dễ hôm nay có ai đi cùng với mình không? Dạ có, anh đi với Thím em. Chào anh Quỳnh Linh, chào Cốc Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào. Dạ chào Thím ạ. Sao Thím thấy sao Thím? Cậu này cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền. Nhưng mà có điều hơi băn khoăn chút là tính tình hơi nóng. Phà ca tính tình nó cũng hơi nóng nữa. Cái vấn đề mà nóng tính Thím cứ yên tâm. Mặc dù con nóng nhưng mà con biết nhịn lắm. Tính tình nó cũng hơi thẳng thắn. Có cái gì nếu như sai nó thẳng thắn nó nói đại à. Dạ con thích ở ngay chỗ thẳng thắn đó. Nếu mà cảm thấy con sai chỗ nào thì cứ nói. Chứ mà đừng có mà thấy mình sai rồi ngậm mặt hầm mà hỏi không nói là cái đó làm con tức gì lắm tức luôn. Cảm ơn Thím. Mình có đi với ai không? Dạ chị họ. Chị họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Chào chị ạ.
Thì bé này thấy nó cũng dễ thương. Trắng thì nó cũng hơi hơi chứ không đến nỗi nào trắng lắm. Không đến nỗi nào đen lắm. Cũng vừa hợp với cái tướng với cái tính đó. Còn thằng em thì nó hơi nóng tính với nó cọc tính lắm. Bù lại thì nó có dùng từ là nó dạy gái lắm. Dạy gái là sao? Có hiếu với gái á. Trời ơi trời. Giống như nãy kể chuyện tình á, là chị em kêu qua nhà chơi thì nó ít khi qua lắm. Mà kêu về dưới mà nửa đêm nó cũng chạy về dưới. Thôi cảm ơn hai họ ha. Bây giờ mình sẽ gặp gỡ nhau. Rồi kéo mặt lên. Dạ, có quà tặng em. Em cũng thích món quà tự tay người khác làm để tặng cho em hơn. À, sao? Cảm giác đầu tiên có trắng không bạn? Có đen không bạn? Không, nói chung là trắng hơn em là được. Anh có gì nhận xét gì em? Nghe giọng nói của em dễ thương thì anh thích rồi. Nhưng mà khi mà được nhìn thấy em thì anh còn thích hơn nữa. Anh sẽ có hiếu với em. Nhưng mà những lúc nóng tính anh có thể nhường em được không? Đó, mỗi khi mà em nóng á thì anh có thể là anh bỏ đi chỗ khác. Và khi nào bình tĩnh á thì mình nói chuyện lại. Không biết tâm lý em sao chứ thường chị thấy ví dụ như mà cái lộn á, đang cái lộn mà một người bỏ đi á là chuyện nóng thêm nữa. Em sao, em thấy sao? Nói chung là em không thích là phải bỏ đi, nhưng mà phải giải thích cho mình hiểu nhau hơn. Chứ bỏ đi vậy em càng tức hơn. Nhiều khi người ta bỏ đi cho nó hết cơn nóng đó thì sao? Nhưng mà em thì em lại cần lời giải thích nhiều hơn. Một điều mà nãy tôi thấy bạn trai nói là bạn về quê lập nghiệp. Bạn gái có đồng ý về quê mở một cái quán nho nhỏ, có một cửa hàng nho nhỏ nào đó không? Làm thì em thích làm để kiếm một số vốn nào đó. Rồi cũng quay về quê để sinh sống. Em thích cuộc sống ở quê hơn. Bây giờ trong giai đoạn mình hẹn hò thì mình sẽ hẹn hò như thế nào? Chung là công việc của em thì thời gian nó hơi nhiều. Rồi anh có thể chấp nhận được hay không? À, công việc của anh thì nó nói chung thì nó cũng như vậy. Nhưng mà trừ khi là mình không muốn thôi. Nhưng mà nếu mình muốn thì bất cứ giá nào là mình cũng sẽ gặp mặt nhau. Chính xác. Nhiều khi chủ em cũng rất là khó. Không, thì thí dụ như là em làm thường thường thì mấy giờ em về? Hết ca là khoảng 10 giờ em mới hết ca. Thì giả sử như là hôm đó thì anh sẽ chạy qua bên tới anh em là cho dù tiếng hồ đi. Là 11 giờ thì ra mình gặp nhau, mình uống nước hay gì đó. Như là 50 phút, nửa tiếng gì đó rồi mình vô. Nói chung mình có gặp mặt là mừng rồi. Dạ, đúng rồi. Người ta rất chịu khó. Một câu gì nữa, tỏ tình với nhau. Thật sự thì nếu mà em là bạn gái của anh thì những lúc em buồn á, anh chỉ xin em một điều á, thì em hãy chia sẻ những cái nỗi buồn đó quá của em sang cho anh. Còn nếu mà em làm vợ anh á, anh không thể mà cho em chạy xe đẹp hay là mặc sang được, nhưng mà hứa sẽ là cho em hạnh phúc suốt cuộc đời. Em cũng mong muốn rằng là những lời anh nói là tận đáy lòng anh thốt ra. Và bây giờ quan trọng là bấm nút. Đây là giờ phút hết sức thiêng liêng. Và người ta nhớ mãi giây phút này. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi đã thấy trong ánh mắt của bạn trai những cái sự chân thành. Thật nảy lòng bạn ấy đấy. Nào hãy nắm tay nhau và cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt. Cảm giác thế nào? Mềm bàn tay em. Tại những chiếc vé xem phim sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian để bên nhau, để trò chuyện với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim bạn. Dạ em tên là Trương. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm 28 tuổi. 28. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Diễm Ngọc, em 26 tuổi ạ. Hiện nay là Ngọc đang làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ạ. Mình làm được bao lâu ở đó rồi? Gần 4 năm rồi chị. Mình đã có mối tình nào chưa? Xưa lắc xưa thì có, còn bây giờ lắc thì chưa. Xưa luôn. Bao lâu rồi thì không có? Dạ chắc khoảng hơn 1 năm mấy rồi chị. Vậy mà là xưa lắc xưa lơ. Trời ơi, tưởng đâu là 5, 7 năm nay không có. Bạn có thể nói về mình chút xíu. Ưu điểm của em thì hay cười, vui vẻ, thân thiện, với lại cũng có biết một chút chút nấu ăn. Nhược điểm thì em thấy nhiều hơn ưu điểm. Nhiều là cái gì đâu? Nói nhiều nè, hay nóng tính đó chị. Cô kia giới thiệu vậy rồi, còn theo bạn thì đáp lại như thế nào? Dạ, em thì hiện nay là nhân viên ngân hàng. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng 6 năm. Về ưu điểm thì em thích nấu ăn với Quỳnh Linh. Tuần thứ 7 tuần nào em cũng coi chương trình của Quỳnh Linh nấu ăn, đó ngon á.
Với lại em thích cái mẫu người bạn gái hơi hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Dạ. Ủa sao không ham vật chất? Dạ tại trước đây em có quen hai ba người con gái thì cũng chia tay là do vật chất. Là sao anh? Em không hiểu. À, vật chất giống như là những cô gái mà đưa đòi á, mình không thích những cô gái đó. Nhưng mà thế nào mới thể hiện là nghiêng về vật chất? À, nghiêng về vật chất này mua kia hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi, nguyên đêm hoặc là đi ăn những quán sang trọng như nhà hàng. Phụ nữ nào mà không thích vậy bạn? Thì trường hợp nếu mà mình dẫn đi ăn uống cái chỗ quán nào hay là mình mua sắm vật chất thì mà tổng cái nguồn tài chính của mình thấy đủ thì mình có thể mua cho tặng bạn gái mình. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi cao quá thì mình không đáp ứng được. Dạ đúng rồi em. Cụ thể cô ấy đòi gì mà bạn chia tay? Giống như điện thoại mới ra hay gì á, là có thể đòi hỏi mua cái mới ra hoặc là mua quần áo hay gì quá sang trọng hay gì đó. Khả năng bạn là trước giờ bạn lo cho bạn gái bạn là bạn lo được cái gì? Em có thể mua với tầm khoảng 10 triệu đô lại, nếu như điện thoại đi hoặc quán ăn bình thường vài trăm ngàn hay đến 1-2 triệu thì ok. Chứ nếu mà vượt quá thì mình nhiều khi nó những cô gái đó đòi hỏi vật chất nhiều quá, không yêu mình thực sự. Dạ. Và cái chuyện mà vật chất đó, bạn còn có yêu cầu gì với người bạn đời của mình nữa? Người con gái em thích là thứ nhất là không nhuộm tóc quá lè lè, có thể nhuộm như màu hạt nâu dẻ hay là màu nâu đen, chứ đừng có nhuộm màu đỏ mà vàng xanh em không thích. Với lại em không thích con gái có hình xăm. Hình xăm? Dạ, xăm người, xăm mình. Em không nói những người hình xăm mình là xấu, nhưng mà tại vì theo quan niệm của người ở đâu, mình thấy hình xăm nó hay sâu sao, chứ em không nói những người đó là xấu. Em yêu cầu chiều cao gì không? Cao từ 1m55 đến 1m6 là được rồi. Em phải đánh cao 1m7. Mấy 65 em. À vậy thì bạn thích cái người bằng mẫu người bạn trai của mình là người như thế nào? Người đó phải cao hơn em, cao 1m7 á. Tại em lùn quá và bạn đó lùn nữa thì đi nó không có hợp rơ lắm. Lùn với lùn mới xứng chứ. Ốm rồi. Lùn rồi đi giày cao rồi hôn nhau phải bắt ghế hả? Đâu, tại em hay đi giày cao gót chị. À. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích hút thuốc, không thích cái tính gia trưởng. Ồ, anh mình đó có vẻ hơi gia trưởng á. Có không, em có gia trưởng không? Có chứ. Em bình thường lên đây. Không có gia trưởng. Em không biết hút thuốc luôn. Không nhẹp gì không? Nhậu thì em nhậu chắc nói chắc yếu hơn con gái luôn, dưới 2 chai bia làm gì đó. Bạn có cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình không? Chị biết diễn viên Chu Minh Quần không? Biết. Em thích một người như vậy á. Vậy là sao? Cao. Nói chung là nhìn mình có thể như là tin tưởng. Hồi nãy anh nói là anh không có thích nhuộm tóc luôn rồi, không có hình xăm. Mình có gì không? Không có gì hết trơn, em theo truyền thống. Đúng không? Chị nghĩ là hợp với ảnh rồi đó. Bây giờ sẵn sàng kết hôn không? Không với anh bên đó chịu nữa. Bây giờ anh chịu đó, bây giờ anh chịu thì em có chịu không? Bí mật chị, anh. Hai em. Nãy em nói là cái hình tượng của em, bạn trai của em phải giống như Minh Cường đúng không? Minh Cường đẹp trai lắm. Em thích đẹp trai. Anh cao hả? Thích đẹp trai hả? Cao như vậy lắm. Cao tiêu chuẩn nó cao lắm đó nha. Và nếu mày xấu hơn sao? Cô này mê trai đẹp nè. Trai đẹp ai không mê chị? Chị cũng mê vậy, chị có nói gì đâu. Khó à? Khó lắm, khó lắm. Mày khó càng á. Cao là tới 1m7 rồi. Dạ không. Anh rất là đẹp trai, anh cao 1m khoảng 7 mấy gần 8 á. Chào em. 8 đó. Em cao 1m mấy? Em bao có 1m65 rồi chị ơi. 1m65 lùng hơn tiêu chuẩn của cái người bạn gái đó đưa ra. Lùng hơn cái tiêu chuẩn thôi. Chứ dạ. Bạn nó cũng không có cao. Nhưng mà bạn dạ. Thích người bạn trai cao. Dạ. Thích nhón nhón như đó, gu lạ một chút. À, khùm đầu xuống hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ được thì chừng nào kết hôn được? Nếu mà hai đứa thấy hợp thì tiến tới sớm cũng được đâu sao đâu chị. Sớm là bao lâu? Tùy tùy có bạn nữ đó chấp nhận hay không. Mình là nam nhi đại trượng phu, tôi đang hỏi bạn. 6 tháng đến 5 hay gì đó. Ừ thì vậy đi. Khó không? Khó. Thiếu 5 phân mà còn nhiều chuyện. Hỏi này mất cỡ đỏ mặt luôn, làm như công an. Thiệt tình tới. Dễ thương. Có điều đó thì đó, thiếu 5 phân cái nào tôi nói thiệt. Bây giờ nghĩ rằng á là hai người nên gặp mặt đi. Đúng rồi, bây giờ mình để nói cảm nhận thế nào. Chúng ta có 2 phút thôi. 2 phút nhìn thẳng mắt nhau, nói thật nhau và cảm nhận xem có tiếng sét ái tình chưa hả bạn ha. Yeah. Nếu mà người ta có đưa đơn cho xin vay cũng cho vay nha anh Linh ơi. Hả? Bên đây bạn nữ mình là có đi với người thân, trước khi kéo màn lên mình phỏng vấn người thân của bạn nữ trước cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn. Chào em. Em là em hay là bạn? Dạ là em chị. Em dạ. Em biết tánh tình của chị gái mình không? Chị có dạ. Kén quá không? Dạ kén lắm chị ơi. Kén lắm hả? Dạ khó tính đó chị. Bây giờ cái anh bên kia em thấy làm sao, ổn không? Dạ những tiêu chuẩn mà chị đặt ra đấy anh á thì em nghĩ là khoảng được 60%, còn 40% còn lại thì tùy chị quyết định thôi. Bây giờ trước khi kéo màn lên thì em muốn nói nhắn nhủ gì với chị gái của mình không? Chị ơi hãy cho mình một cơ hội đi chị.
Lớn tuổi rồi chị ơi. Câu đó mới quan trọng á. Chị không quyết, em quyết. Rồi, chuẩn bị 2 phút để gặp nhau. Cảm ơn. Tự tin. Dạ. 2 phút, bắt đầu. Chào em. Em chào anh ạ. À, em biết nấu ăn không? À, nấu ăn thì ăn được nhưng mà ăn không ngon. À vậy hả? Để mốt anh chị cũng được. Anh thích nấu ăn lắm. Ủa nhìn em, anh có thấy em xăm hình rồi gì không? Bề ngoài sao biết được? Phải bên trong mới biết được, sao bề ngoài sao biết được. Em hình như là 26 tuổi đúng không? Dạ. À, ví dụ em gặp người tốt yêu em thật lòng em mới tính chuyện thế đâu. Chắc mình phải đến một mức độ nào đó mình phải tính rồi anh. Chứ đâu là em mà cứ đi hoài đâu. À, em nghĩ thế nào về trong tình yêu? À, hai người thông cảm với lại biết chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau, đó là điều em cần nhất. Đối với anh, trong tình yêu anh ghét nhất là sự giả dối. Đúng có rồi. Gì phải chân thật với nhau. Nếu mình không hợp nhau hay khi sau thì cùng chia tay cũng vẫn là bạn hạnh phúc nhau. Có đòi mua điện thoại mấy triệu không? Để coi được anh tự nguyện chứ không có ép. Rồi. Yeah. Bây giờ thì các bạn cứ bình tĩnh và suy nghĩ nha. Các bạn là quyết định hết sức là quan trọng. Hợp ý thì mình bấm nút, không hợp ý thì có thể mình không bấm. Bấm để tìm hiểu nhau chứ không phải bấm để rồi nói chuyện chơi vui. Ok. 3 2 1. Hết thời gian. Hú hồ. Sao mà sao em lại bấm nút? Như anh Quyền Linh nói là hãy cho mình cơ hội, nên em nghĩ là câu nói của anh Quyền Linh cũng đúng. Nói chung là mình không giữ khư khư được cái quan điểm của mình mà mình cần phải thay đổi rồi. Còn bạn trai? Tại em thấy tính cách cô gái này cũng đáng yêu nên em sẽ cố gắng tìm hiểu, nếu mà cô ấy chịu đồng ý thì. Ừ. Khi nãy anh cố tình nói câu như vậy để các bạn suy nghĩ sâu hơn chút xíu, và khi các bạn đã bấm nút thì anh tin rằng cái bấm nút đó nó xuất phát từ trái tim của các bạn. Chúc mừng các bạn nha.